Báo Son Việt Nam, bài hát của chúng ta phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8. Thắc mắc là chị Khánh Vân nãy giờ đúng được câu nào chưa? Hiếu hỏi. Em thắc mắc là chị Khánh Vân đúng được câu nào chưa? Nãy giờ em thấy chị đứng sai với đồng đội không à? Ủa chị đúng chứ bộ. Chưa đúng. Chị có mấy có câu đúng có câu rồi không biết. Ủa em là gì em giết chị dữ vậy? Vâng, đó là Khánh Vân có lập trường, có lối đi riêng. Tuy nhiên lối đi đó không đúng. Ủa sao cô đê? Em thua. Anh thấy được là có em là ăn thua hết trơn. Em ba đâu tôi à? Tập thể dục. Vương vai. Giãn cơ. Thể dục buổi sáng. Trời ơi. Anh bắt hình tết luôn rồi. Gì vậy? Anh chị đã giao nhiệm vụ cho chị nên xin lỗi. Đúng rồi. Tự nhiên em bị kèm vậy. Tốt quá. Trời ơi. Mấy con bé 12 sớm này mình dám nói 13 tám của tao luôn. Lớp gì lớp 13? Lớp gì quá đây? Lớp 12 A1. Mình là lớp học giỏi này. Mình là lớp học giỏi 12 A1. Cái con 9 A1 này. À, thằng lớp kia nữa nha. Trời ơi. Anh trộn cắp nha. Sao mày nhắn tin với anh? Em ghét anh quá. Sao vậy? Sao vậy? Anh chơi vui với em quá. Trời ơi. Anh không nhường em. Ai đó? Câu hỏi đầu tiên như sau. Cúp bì phải không? Lưu ý nghe kỹ. Đâu mới là bãi biển thuộc tỉnh Bình Thuận? A. Sầm Sơn. B. Cổ Thạch. C. Mỹ Khê. D. Ninh Chữ. 3, 2, 1, hết. Cái gì vậy? Trời ơi. Sao á? Kiến thức gì kỳ cục? Tự nhiên ra Sầm Sơn chi vậy? Ủa C đâu? Em đâu có chọn Mỹ Khê. Sầm Sơn là ở Thanh Hóa. Đáp án đúng là đáp án B. Cổ Thạch. Đúng rồi. Mà đi vô đó vậy anh Giang. Chú chán quá hậu quá. Ủa? Qua gì mà chọn Mỹ Khê? Câu hỏi đầu tiên đội ghi điểm là đội nắng gió đá. Bên kia đi Sầm Sơn vậy? Anh Tuấn ơi, em không tin là anh thông minh gì đâu. Theo kiến thức không có học cặp dê. Không có đâu. Câu tiếp theo. Trong 4 tỉnh thành sau, Bình Thuận có đường ranh giới giáp với tỉnh nào? Trời ơi, quá dễ. A. Long An. B. Hồ Chí Minh. C. Lâm Đồng. D. Khánh Hòa. 3, 2, 1. Hồi chia đó. Ủa? 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 Anh ơi, anh lộn Lâm Đồng Nai rồi. C, đúng rồi. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, Lâm Đồng. Trời ơi. Quá. Đội Xương Rồng Nở Hoa ghi điểm. Anh yếu quá à, anh Tấn ơi. Anh không nhớ nha. Khánh Hòa. Ủa, không nhớ ABCD. Nở Hoa là Ninh Thuận. Anh sao, ai chạy lên dưới cái B vậy? Anh Kiều nè. Lúc đó là anh quên ABCD là cái gì rồi. Sao anh chọn Hồ Chí Minh vậy? Không, hồi nãy anh đi vô đây, anh thấy đông người quá, anh đi qua đây. Sao hồi nãy câu đầu tiên 4 người, anh đang một chỗ được. Đúng là người thành công có lối đi riêng hả? Có đâu. Anh kêu ơi, cái tụi này. Rồi qua Hồ Chí Minh luôn chứ, thành phố Hồ Chí Minh luôn kìa. Trời ơi. Đúng là lớn nhỏ không học, lớn là thằng Diệp Minh Tuấn. Trời ơi, xin lỗi. Mẹ ơi, đội này nó bị chơi lệch kiến thức với con quá. Trời ơi. Khó chịu vô cùng. Thôi vậy cho anh đi. Khó chịu vô cùng. Thế đi mẹ. Câu hỏi tiếp theo, đâu không phải là điểm du lịch tại Bình Thuận? Trời ơi. A. Cù Lao Câu. B. Cù Lao Chàm. C. Tháp Poseidon. D. Hòn Rơm. Hết. Cù Cù Lao Câu. 2, 1. Đây đâu nữa? Sai rồi. Sai rồi. Trời ơi nè. Bên đây nè. Cù Lao Chàm là ở Quảng Nam. Trời ơi mẹ coi nè. Cù Lao Chàm. Trời ơi. Qua đây đi. Nhảy vô thì không sai được. Muộn rồi, đã muộn rồi em. Đi qua đây. Đã muộn rồi. Dở như vậy. Dở quá. Trời ơi. Cách đây một phút trước. Mẹ ơi, đội này nó bị chênh lệch kiến thức với con quá. Trời ơi. Khó chịu vô cùng. Thôi vậy cho anh thân mình đi. Khó chịu vô cùng. Không ai cùng đẳng cấp gì chơi á. Trời ơi, đúng là nhỏ tao mộng lắm anh. Tại vì cái đẳng cấp thấp hơn. Kiến thức tệ vô cùng. Nói vậy mà đâu có là kiến huy. Dở quá. Trời ơi, ngu quá. Đáp án chính xác là đáp án B, Cù Lao Chàm. Đội Xương Rồng Nở Hoa ghi điểm. Anh định bỏ em luôn. Dòng sông nào thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận? Trời ơi. Đáp án A. Thu Bồn. B. Cà Ti.
C Ngô Đồng, D Sông Hương. 3, 2, 1. Không biết. Chắc chắn là đây à? Đáp án chính xác của chúng ta B Cà Ti. Thấy chưa? Giỏi vậy. Thấy chưa? Ủa? Trời ơi, tôi bị lạc lõng quá. Ủa? Anh biết ra đâu ra vậy? Không, em hiểu. Nè, con sông nó nằm đây nè. Đây chính là sông Cà Ti ạ. Trời ơi. Sông Cà Ti. Sông Cà Ti, mấy đứa cà tưng này. Ủa, em biết từ đâu hả? Và như vậy là Rip Phan cũng đã giúp ghi điểm cho đội nắng đó. Hay quá chưa? Trời ơi, đố xong Cà Ti mà gặp mấy đứa cà chớp. Mấy đứa cà chớp. Em thắc mắc là chị Khánh Vân nãy giờ đúng được câu nào chưa? Quay, Hiếu Hiếu hỏi. Em thắc mắc là chị Khánh Vân đúng được câu nào chưa? Nãy giờ em thấy chị đứng sai với đồng đội không à? Ủa, chị đúng chứ bộ. Chưa đúng. Chị có mấy có câu đúng, có câu rồi không biết. Ủa, em là gì em giết chị dữ vậy? Vâng, vâng. Khánh Vân có lập trường, có lối đi riêng. Tuy nhiên lối đi đó không đúng. Cô sao cô đi. Thôi anh ơi, em đi liều. Thiệt. Câu hỏi tiếp theo. Chết. Đâu mới là ngọn núi thuộc tỉnh Bình Thuận? A. Núi Tà Cú. B. Núi Chúa. C. Núi Cấm. D. Núi Chứa Chan. 3, 2, 1. Ủa, Núi Chúa mà. Núi Chúa là của Ninh Thuận. Đúng rồi ạ. Núi Chúa là Ninh Thuận, hôm qua đi rồi. Trời ơi. Hôm qua đi rồi. Không sao, do thuốc. Thuốc chưa gì à? Do thuốc. Tôi xin hỏi là Lâm hồi nãy giờ là đúng lần nào chưa ạ? Chưa. Do thuốc. Như vậy là ở câu hỏi này mỗi đội đều có 3 thành viên đứng vào đáp án đúng. Hay quá. Kết quả câu này hòa nhau. Ok. Trời ơi, Hiếu cũng ngu quá chừng ngu rồi. Em đúng được một mới câu ta, rồi. Nghiệp vượt liền. Sao mà ngu vậy? Em đúng được một câu. Câu hỏi tiếp theo của chúng ta. Đâu là món ăn đặc sản tại Bình Thuận? A. Cao lầu. B. Mèn mén. C. Chả lụi. D. Mắt cá ngừ đại dương. Mắt 2, 1. Bên kia bắt trước tụi tôi. Đâu có bắt trước đâu. Bây giờ nè, qua giờ hỏi nè. Kính trách nhiệm. Cứ hỏi đi. Nếu các bạn nói là các bạn biết thật sự đúng không? Tại vì món nó nằm chính xác ở chỗ nào? Đừng hỏi tụi em ngu lắm ạ. Nè, tôi hỏi mắt cá ngừ đại dương chính xác nằm ở đâu? Chỉ hỏi chả lụi nằm chính xác ở chỗ nào thôi. Chả lụi nằm ở Bình Thuận. Ở Bình Thuận. Nhưng mà chỗ nào chính xác? Tụi em gọi ở Bình Thuận. Đúng rồi. Vô tụi dùng phương pháp loại trừ. Tụi em xin phép được gọi điện thoại cho người thân. La Ghi Hàm Tân. Alo, La Ghi Hàm Tân. Quê em đúng không? Rồi. La Ghi Hàm Tân à. Xin lỗi nha, quê em ở Hàm Tân nghe. Anh ơi, quê anh ở Hàm Tử á. Sao à, chỗ đó sao chứa mấy đứa hàm hồ quá. Lười. Thôi, câu này lại là một câu quề nhau rồi. Cho chạy chứ anh. Câu hỏi tiếp theo. Đảo nào sau đây thuộc tỉnh Bình Thuận? A. Đảo Phú Quý. B. Đảo Nam Du. C. Đảo Quan Lạng. Và D. Đảo Cô Tô. 3, 2, 1. Chạy chưa? Em chạy không kịp bị chị. 3, 2, 1 thì lúc đó là một là Lâm còn đứng ở đây. Trời ơi. Xin phép gãy gãy. Không phải, tại Rick nói là anh ơi để cho bên kia chậu trước đi. Tại bên đây ăn gian quá, nhìn cục bi không à. Cô không ăn gian, người ta gọi đó là cọp bi. Trời ơi, sao ghét mấy trò chơi này quá. Câu hỏi tiếp theo của chúng ta. Đâu mới đúng là ngọn hải đăng tại Bình Thuận? Trời ơi. Ủa, dễ vậy? A. Đại Lãnh. Ê, khoan nha. B. Kê Gà. C. Long Châu. D. Cành Đèn. 3, 2, 1. Kê Gà thì đúng rồi mà. Rồi, chúc mừng các bạn, cả hai đội đều ghi điểm. Yeah. Câu tiếp theo. Đâu là thác nước tại tỉnh Bình Thuận? Đó, cái này được nè. Thác nước. A. Thác K50. Hả? B. Thác Voi. C. Thác Bà. D. Thác Bạc. 3, 2, 1. Thác K50. Khoan, đợi tôi hỏi. Đứng dậy là số nào? Đứng dậy là chữ nào? Không có, anh tính đây rồi. Anh tính đây á. Trong cái lúc mà trắc nghiệm á, thường là có sự phân vân. Anh công an ơi, anh bắt trường hợp giùm em được không anh ơi? Anh công an, ăn gian quá anh có bắt không anh? Tuấn. Trời ơi. Thôi ghê quá à. Tụi em muốn cho
Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C, thác bạc. Trời ơi, hay quá. Hồi nãy em đứng đây rồi. Bị lừa rồi. Bị lừa đúng không? Đó là rồi. Hồi nãy đẩy. Cuối lần nữa Hoa. Trời ơi, cái gì cũng phải có sự tư duy. Vì sao? Bên kia toàn theo tụi tôi thôi. Đúng. Mà hay theo tôi. Đúng. Nên chúng ta phải nhảy qua B liền. Không có. Cái đó phải là theo mẹ. Cái đó là cập dê. Cái đó là cập dê. Vậy anh Giang đi đường khác đi. Đúng vậy. Rồi em sẽ đi đường kia. Đúng rồi anh. Đều thôi. Rồi, đây là câu hỏi cuối cùng. Hiện nay hai đội đang có đáp án què nhau. Trời ơi, câu quy định nè. Đâu là hình ảnh đại diện của thành phố Phan Thiết? A. Sông Cà Ti. B. Tháp nước. C. Đồi cát. D. Mũi cây gà. 3, 2, 1. Bắt đầu. Nghe rồi. Ủa? Để sao chị đứng qua bế? D. Trời ơi, nổi còn một đáp án. Đường nào mình cũng có một phiếu. Trời ơi, hãy nhìn đường này chiến thuật tốt nè. Kết quả là đang hòa nhau rồi ạ. Đi. Câu nào ạ? Đáp án đúng chính là tháp nước, câu B. Trời ơi. Không ai quà với em vậy. Nói gì với em đi. Anh chuẩn bị lên đây. Nói gì với em đi chứ. Như vậy là sau 10 câu hỏi thì kết quả hai đội vẫn đang hòa nhau. Giỏi đều đúng không chị? Giỏi đều, giỏi đều, giỏi rất đều. Gậy quá. Dưa bò. Đua bò. Đua bò. Cảm. Gấp chữ. Ủa mình ráp chị. Cái chuyện của người ta mình ráp chị. Ừ. Mình đi tìm của bên kia mà. Cá kho băm. Anh. Cá kho băm. Anh. Bị cái gì vậy? Quên cái miệng nó lớn quá. Châu Đốc nổi tiếng. Mắm này là không đoán được rồi đó. Kho núi xa nổi tiếng. Cá kho sạch mắm. Được rồi, bây giờ của mình đọc mình còn không biết. Ừ, mình đọc không biết, này khó ha. Con này là gì nè? Châu Đốc nổi tiếng mắm kho, núi Sam nổi tiếng cá kho bắm xoài. Wow. Cái này một câu nói về cái đặc sản Châu Đốc. Châu Đốc đó. Yeah. Sao mình không thắng được? Trời, không ai giao đâu, thắng được đi. Không ai giao hết trơn. Thắng được nha anh Huy. Giang được gọi là kho mắm. Kho mắm. Kho mắm. Cái đội mình đỉnh quá ha. Trên dây điều anh Giang thì phải là anh Giang thôi. Đúng. Nhiều khi ảnh nhiều khi anh quên anh Giang luôn. Dán ngược cho anh đi, dán ngược đầu cho anh đi. Vậy này đi ha. Chứ giờ không đủ chỗ. Tiếc quá. Chứ mình cũng muốn làm đàng hoàng lắm chứ bộ. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Dọc mình gặp ai là tuyệt rồi đó. Bây giờ làm cái gì? Mình đi chung hả? Tự nhiên hỏi hả? Mình dính nhau à. Cái cây này đi. Cây okay. Nhưng mà mình phải biết. Đúng rồi, bây giờ mình không đi kiếm. Nó trên núi được. Ờ. Nhưng mà đội kia nằm đâu hả? Có chiếc cầu cây bắc ngang qua suối. Đi. Cao thật cao. Không tay vịn. Em đi qua chiếc cầu rung rinh. Dòng nước lung linh soi bóng. Anh nhờ bố anh em mình trên cây để gãy không? Không, cái xe này chắc lắm mừng à. Ê, nguy hiểm nè. Ê, cái gì vậy? Ê. Trời ơi, thằng Lâm dắt em vô con đường gì vậy anh Lâm? Em sợ gặp anh Dương Bảo Lâm lắm á. Nhìn cái miệng mà anh là sợ rồi đó. Độ kia chắc đi. Vân ơi, con đang ở đâu? Về với gia đình nào? Lúc xa dữ vậy. Nhưng mà đội kia nằm đâu ta? Muốn biết đối thủ ở đâu thì đừng có nhìn đối thủ.
cứ nhìn camera là biết ha. Ngồi xuống anh em, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Xuống em ở đất tụi tôi đi. Cả tụi tôi chơi, tụi tôi trốn, tụi tôi hèn hạ, tụi tôi trốn rồi. Mình chỉ giả vờ làm con mồi. Vậy Nguyên Đen, không được, vô nó ít úp sọt làm chết. Đúng rồi, dạ. Đúng rồi. Nên em mới nói là đừng có lên núi, nếu mà mình lên núi mình dễ bị úp sọt. Mình phải làm sao lúc nào mình cũng phải có hai đường. Lúc đó mình còn chạy được. Bây giờ là giật nha, là giật đi nha. Giật, bật giật liền, ngồi xuống tính. Ok, ok, ok. Bé dân tội nghiệp quá này sợ nó giật không lận Tú. Tú khỏe. Tú mừng quá, Tú khỏe quá. Tú ngày xưa bên SEA Games mà. Dạ. Ủa, có không anh? Cho nên là hơn anh khỏe hơn cỡ em á. Khỏe cỡ em đó, Nít Phan hiện tại em đó là yếu nhất. Cho nên em lấy điểm yếu, em đấm một cái vai của Nít Phan dùm cho anh. Trời ác gì anh. Gì đó. Thế em sẽ làm. Còn anh Tuấn là bị cái ruột. Cái ruột. Móc ruột anh. Em đá vào cái hết hồn máy. Hết hồn máy. Ui. Cái gì vậy? Em có nói gì đâu. Ngoài sao tôi tưởng là hả hậu khấu. Vân ơi. Con đang ở đâu? Tấn công thì nghe. Tấn công. Nhưng mà bên trong là xung quanh là có người đó nghe. Này đi chơi mà phải đi núp đâu? Không, tụi em bàn chiến thuật coi với núp gì. Em sợ gì anh mà em núp. Anh chấp luôn, đội em cho dù có tìm được chữ rồi anh cũng ráp không thành công đâu. Em chấp anh luôn, cho dù tụi em mở đồ, cởi đồ để cho tụi anh đọc, tụi anh cũng ráp không thành công đâu. À, để nói tự nạp đạn, ở lộn, nạp mạng. Anh em mình núp về đây. Nhưng mà tại sao mình phải núp? Mình yếu nhất phải không? Mình yếu nhất mình núp về đây. Anh Tuấn, anh núp mà sao thấy cái nón trắng của anh vậy anh Tuấn? Đi đi đi, đi, đi em cũng chạy đi, chạy đi. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Đường Giang đâu? Tôi đây. Thiên Ngang chào đón. Qua kêu, qua, qua, qua. Anh già. Tôi nghe nói Cà Mau cái xa lắm. Ở cuối cùng bán đồ Việt Nam. Ngày chi? Được sao? Được sao mà không tới? Về để nói. Ngồi cho giờ luôn nè chứ cái gì đâu. Nói nhau mấy lời. Đó, 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 đó. Trời đất ơi. Vô kìa, nó vô kìa. Lấy gần, lấy gần, lấy gần, lấy gần. Lấy gần, lấy gần, lấy gần, lấy gần. Lấy gần, lấy gần. Chào em ơi, chào em ơi. Nhìn đi. Nhìn cũng không biết được đâu. Yes. Lêu lêu. Nhìn cũng không biết được đâu. Yes. Lêu lêu. Hay vậy ta. Chị cho nhìn lại nè. Lêu lêu ăn cũng chịu bị liệu. Thấy được gì không? Thấy. Gì ạ? Nơi. Get no question. Nơi rồi ạ. Nơi ạ. Nơi ấy tìm về bước chân à. Nơi. Ăn nơi, trong nơi, nồi, ngồi trong hướng đúng không? Đúng rồi. Tôi thấy nồi nồi gì đó. Ê. 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 Trời ơi, anh dây vô. Trời ơi, lại lại lên chúng ta. Nào, thay bộ vũ khí xuống. Của anh là cái gì? Đây là cái gọi là... Cái đó cái gì? Chọn nước uống. Chọn nước uống đi. Chọn nước uống đi. Được anh. Nước xong. Đúng rồi. Ủa, đúng rồi. Trời ơi, dữ quá. Ủa, không được giật. Không được giật. Để coi thôi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Gấp gáp quá em ơi. Thành gấp quá. Gấp gáp quá. Em mới gấp rồi. Mà em gấp rồi. Trời ơi, cứu nhân đội thế tới rồi. Cái gì? Hả, cái gì? Dữ lắm á nha, dữ lắm á. Mấy con bé, 12 à sớm này. Mày dám nói 13 à tới của tao. Lớp gì lớp 13? Lớp gì quá đây? Lớp 12 à 1. Mình là lớp học giỏi này. Mình là lớp học giỏi 12 à 1. Cái con 9 à 1 này. Hả, thằng lớp kia nữa nha. Trời ơi, gì anh trộn cháu nha. Sao mày nhắn tin với anh? Hả? Yeah!
Cảm thấy anh ơi. Cảm thấy thế này đi. Đến ơi. Vam, Vam nào. Trời ơi vậy đó. Tôi đứt đuôi. Vam nào cơ hội. Vam nào cơ hội là sao? Tôi ơi. Em uống nước thì làm cái thôi. Em uống nước thì làm cái. Trời ơi! Cứu mạng! Cứu mạng! Cơ hội Vàm nào! Cơ hội Vàm nào! Cơ hội Vàm nào! Cơ hội Vàm nào! Không phải của mình á, của người ta, tự nhiên đập của mình chi? Đừng mà anh không có gì hết. Như mà anh tới lấy nước lại chứng anh, lấy nước lại chứng anh. Anh khai ra cái gì cũng biết. Tới coi nè nhanh lên nhanh. Lưỡi sao nổi tiếng gì vậy? Bán ngoài khó, khó đọc quá. Không có đọc được cái gì vậy đó. Vô bò, cái câu gì vậy vô bò. Rồi bây giờ mình vừa học đi. Cái giấy của em mà. Lưỡi sao nổi tiếng. Lưỡi sao em nổi. Còn thiếu 4 chữ thôi, bỏ bên 2 chữ là được. Tao bụng quá. Vô. Là của anh Giang là vừa đòi sang xong. Vừa bò, rồi vừa đòi sang xong có vừa bò luôn. Có dưa bò không? Có dưa bò. Dưa bò. Dưa bò, dưa bò. Coi cũng không đọc được đâu. Coi cũng không đọc được đâu. Trời ơi, cái phòng không chờ. Phòng chờ của tôi mà tự nhiên vô đây làm chi? Tôi lại bà. Tôi lại bà đúng ơi. Đi đâu Tú? Tú! Đứng đi Tú! Cô! Trời ơi! Cứu em! Trời ơi! Cứu em! Trời ơi! Gửi của anh Mạnh cầm nè. Phạm Lực bắt Rick ơi. Rick ơi. Phạm Lực. Rick ơi. Rick dò lại anh. Rick dò lại anh. Rớt xuống sông luôn rồi. Trời ơi. Rick ơi. Rick. Ai cho xin. Ai cho xin. Rick ơi. Cá khô. Cá khô cái gì đó. Cá khô. Cái tàu không cần động rồi. Cá khô gì đâu. Cá khô băm xoài. Cá khô băm xoài. Châu Đốc nổi tiếng. Châu Đốc nổi tiếng. Châu Đốc nổi tiếng. Châu Đốc nổi tiếng. Cá khô băm xoài. Cá khô băm xoài. Châu Đốc nổi tiếng. 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 Ủa? Hiểu chữ gì? Trời ơi, bạn ơi. Bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, tội nghiệp con em tôi. Trời ơi. Mắm kho, mắm kho. Mắm kho. Rồi, có nó bán. Ủa? Của mình là cái gì? Chưa. Tao quýnh tui quá mình ơi.
núi Sam nổi tiếng mắm kho, Châu Đốc nổi tiếng mắm kho mắm xoài. Châu Đốc nổi tiếng mắm xo, núi Sam nổi tiếng cá kho sạc mắm 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 xoài. Cá kho mắm xoài. Cá kho mắm xoài. Châu Đốc nổi tiếng, Châu Đốc nổi tiếng. Núi Sam nổi tiếng mắm kho, Châu Đốc nổi tiếng cá kho mắm xoài. Chính xác. Yeah! Yeah! Anh quá. Trời sao vậy? Trời anh giận tôi với em quá. Trời ơi. Anh nhường em. Ai đó? Mệt quá. Nhanh lên. Anh Tuấn ơi. Quay mặt qua chỗ khác cho em để chứng. Ủa? Anh Quy, quay mặt qua cho em nhìn cái. Ơi. Cho em để chứng. Để chứ. Để chứng. Để đi em. Anh nè. Dạ. Anh nè. Anh Tuấn ơi. Quay mặt, quay mặt, quay mặt qua chỗ khác cho em để chứng. Mày mặc qua chỗ khác. Rồi rồi, đẻ đi, đẻ đi. Thấy chưa? Anh ơi, đâu? Có một cắn bạn. Anh Vân ơi. Anh Vân ơi. Trời ơi. Thôi mà. Cố chị mà. Cố chị. Không dùng tay bạn chạy ơi. Chạy đi, kìa. Dân ơi, chạy đi em ơi. Chị không có thoát được đâu. Em ơi, phải nhường chị. Em không có nhường chị đó. Hiểu rồi, chị lớn rồi, nhường chị đi. Lại đó. Lẹ đi Hiếu ơi. Trời ơi, chị ơi, trời ơi, mẹ ơi. Gì vậy? Chạy đâu, em ơi, chạy vàng em ơi. Ờ, đồ này quá, đẻ đi em, đẻ đi. Rặn đi, rặn đi, rặn đi. Đẻ đi, đẻ đi, đẻ xuống. Đẻ đi. Tôi phải có cái thế. Hai đứa sụp tới dầu. Hai đứa sụp tới dầu. 1, 2, 3. Ủa sao em đẩy quá. Xui. Không, em ăn vàng quá. Rớt rồi. Hiếu. Đáp. Anh Lâm, cứu em anh Lâm. Chưa. Ê, tay kìa mẹ ơi. Trời ơi, đúng. Người đó đúng rồi, đi em. Sao mà kèm dữ vậy trời. Nhanh em, kể đi. Kể đi. Truyền ơi, kéo quần nữa. Anh Lâm ơi. Không, đây là con của tôi. Không nè. Đây là con của tôi, anh đừng cướp con của tôi. Cướp con rồi. Con của tôi đâu? Sao anh lấy con của tôi? Đâu vậy? Xuống đi. Anh Lâm. Rồi, anh dân. Trời ơi. Rồi, về Hiếu ơi. Đi về đi. Rồi, hay quá. Đẻ. Đẻ em ơi. Đâu có đẻ được. Đẻ cho con vuông nè, cưng ơi. Bỏ xong đó, xuống hả? Em. Mạnh lên. Nằm xuống luôn. Nằm xuống rồi. Nằm xuống em ơi. Đừng. Rồi, đếm đi. 1 14 bên kia 16 15 16 17 chú à. 30 trái à. 30 trái xong ra 17 14. Đúng. Trong lúc bỏ rối thì tôi đẻ luôn rồi. Đúng. Cái trái sinh đôi của người ta chú không tính nữa. Em xin thú nhận em nhìn anh Quy em đẻ trứng luôn. Đúng. Trời ơi. Rồi như vậy là thắng thua đã rõ ràng rồi các bạn ha. Dạ. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.